Quý nhân xin thân ái chào, gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình Chào buổi trưa với anh Đoàn Trọng. Và hôm nay có sự góp mặt của Hương Giang trong những ngày vừa qua. Và Hương Giang xin chào quý vị, Hương Giang xin chào anh Đoàn Trọng trong chương trình thứ 6 là ngày 3 tháng 11. Vâng, xin được lời chào đến tất cả quý khán thính giả của truyền hình Việt Nam và đặc biệt chào đến cô Hương Giang. Chắc quý vị thấy có một cái khác khác ở trong hôm nay phải không quý vị? Thông thường thì nếu mà những người đến định cư tại Hoa Kỳ lâu rồi thì quý vị biết quý vị đi làm ngày thứ sáu á thì luôn luôn informal, áo quần nó cũng khác nữa. Bởi vậy quý vị thấy hôm nay cô Hương Giang cũng mặc áo khác ha, còn tôi cũng vậy, không có thắt tai nữa. Chắc là quý vị ngày thứ sáu thì thường thường cho nó nhẹ nhàng để chờ đợi đợi một cái ngày cuối tuần đặc biệt. Nhưng việc trước tiên hôm nay thì có nhiều chuyện để cần phải hỏi cô Hương Giang. Nhưng việc trước tiên cô theo dõi, cô thấy rằng những cái con số thất nghiệp và cái chỉ số kinh tế thì lẽ dĩ nhiên con số thất nghiệp nó đang gia tăng lên cỡ khoảng được trên 5.000 người thôi. Nhưng cái điều này cũng là cho thấy một cái dấu hiệu 3.9 thất nghiệp. Đây là cái con số cao nhất trong cái thời khoảng gần đây nhất. Và đồng thời thì chắc là quý vị cũng đã biết ba cái vụ biểu tình, ba cái vụ đình công của những người của ba cái hãng máy bay cũng giống như ở tại Los Angeles, cái Hollywood thì cũng là một phần ảnh hưởng đến công việc. Nhưng mà nói tóm lại thì chúng ta không có mấy lo lắng về tất cả những sự kiện liên quan đến tình trạng thất nghiệp của chính phủ ông Joe Biden hiện nay. Nhưng bên cạnh đó thì chắc phải nhờ hỏi cô Hương Giang cái tình hình mà người ta bắt đầu chuẩn bị đi sắm, đi tiêu tiền. Chắc mùa này thì cô cũng biết rồi, ai cũng bắt đầu đi tiêu tiền cho Thanksgiving, bắt đầu tháng 11 với cái nhiều rất nhiều ngày lễ trong cái kỳ thời gian tới. Cô có cái nhận xét, cô thấy tình hình như thế nào thưa cô Hương Giang? À, hiện nay vẫn còn sớm quá anh, vẫn còn yên ắng, đúng ra là vẫn còn yên ắng. Tại vì Thanksgiving thì chúng ta có Black Friday, nhưng mà bây giờ những năm gần đây thì Black Friday nó không có như hồi xưa nữa, mà Black Friday nó bắt đầu trước cả ngày thứ sáu, nó không có còn là bắt đầu vào ngày thứ Đúng sáu rồi. nữa. Dạ, rồi sau ngày thứ sáu thì sau cái Black Friday thì chúng ta có Cyber Day, tức là ngày thứ hai đó. Thì quý vị biết là cái mùa này, tức là mùa lễ Thanksgiving cho đến là Christmas và New Year, đó là cái mùa mà cái chỉ số tiêu dùng nó sẽ tăng và nó sẽ đẩy mạnh nền kinh tế, tức là nền kinh tế mạnh hay yếu, tức là tình trạng sức khỏe của nền kinh tế nó sẽ được thể hiện vào cái chỉ số tiêu dùng trong những cái tháng này, tức là tháng 11 và kéo dài cho đến là đầu cuối tháng 12 đó. Thì hiện tại thì chưa có, Hương Nhan lướt qua thì vẫn chưa có thấy một cái gì mà nó gọi là nó đẩy mạnh lên cả. Có lẽ là hiện nay vẫn còn quá sớm đó anh, nhưng mà người ta cũng đã tất bật rồi. Bây giờ những ai mà travel thì cũng đã lên cái lịch rồi, đã lên kế hoạch rồi, đã book rồi tất cả các nơi. Thì đó, dự tính là như vậy, nhưng mà nói về là chi tiêu thì cho đến giờ nó vẫn chưa có gì thật sự nổi bật. Nhưng mà tôi có Hương Giang, hình như cái lối shopping ngày nay họ khác hẳn những cái gì mà thời đại của tôi đến Mỹ là ồ sáng sớm phải lấy lều lấy võng ra nằm đó để chờ để chuyến chỗ. Ngày nay họ shopping bằng online không cô? Thế cô thấy cái ảnh hưởng đó nó có đến với phụ nữ đâu cần lo lắng gì phải không? Lúc nào cũng shopping được hết phải không thưa cô? Dạ, nhưng mà vẫn có những người tiêu dùng họ vẫn muốn ra tận nơi, họ vẫn muốn muốn có cái không khí và họ vẫn muốn đưa tay sờ mó hoặc là À nhìn vào cái số hàng đó. Cái số này vẫn còn rất là đông, nhưng mà anh nói không có sai tí nào. Bây giờ cái xu hướng mà mua hàng ở trên mạng trực tuyến, mua hàng online thì bây giờ nó trở thành popular. Ngay cá nhân Hương Giang lúc đầu Hương Giang cũng không có theo cái xu hướng này, nhưng mà bắt đầu mình thấy là cái công việc, cái cuộc sống của mình nó quá sức là bận rộn, bây giờ nó quá tiện đi. Và quý vị biết là mua xong rồi nếu mà không có ý thì đem trả lại, không vừa ý đem trả lại, và họ tạo điều kiện, tức là người nhà bán lẻ tạo điều kiện để cho mình trả lại, nó rất là thuận tiện rồi. Và có rất là nhiều chương trình sale thì nó vẫn như như thường lệ, cho nên Hương Giang nghĩ mà không có phải là vấn đề mua sắm online, mà Hương Giang nghĩ là kể nhất là từ sau khi đại dịch đó, tức là sau cái đại dịch Covid nó thay đổi đời sống con người cũng rất là nhiều. Bây giờ làm sao, trước đó mình đâu có Zoom đúng không anh Trọng? Vâng. Anh Trọng là nếu mà có làm show với nhau là một là phải gặp nhau, hai là chỉ có trên điện thoại thôi đúng không? Đúng. Hoặc Bây là giờ lúc nào cũng con có thôi. thể nói với nhau được hết. Nhưng bây Dạ, giờ nó hỏi câu thay một câu rất đổi. ngắn thôi. Hỏi cô Hương Giang câu rất ngắn. Thế thì cái tiền, cái phần để mà cô sử dụng cho shopping á, shopping online thì nó tốn nhiều hơn hay là đi shopping thì là nó tốn nhiều hơn? Hương Giang nghĩ online nó tốn nhiều hơn, tại vì cứ bỏ giỏ bỏ giỏ bỏ giỏ
Tại vì nó tiện quá, nó tiện quá mà những cái chương trình nó mời gọi dữ quá, cho nên là Hương Giang nghĩ là online tốn tiền nhiều hơn. Cá nhân Hương Giang thấy là như vậy. Dạ. Và hôm nay thì trong buổi nói chuyện giữa tôi và cô Hương Giang thì chắc là một vài vấn đề để có thể nói rằng là quý vị am hiểu về cái gọi là điều hành cũng như cái cách tổ chức của quân đội Hoa Kỳ như thế nào. Chắc quý vị biết rằng hôm qua chúng tôi đã đề cập đến một cái ủy ban quân lực của Thượng viện, họ có một cái quyền lực tối đa và cái quyền lực này nó ảnh hưởng đến vấn đề bổ nhiệm của ông tổng thống, tức là vị tổng tư lệnh tối cao của Hoa Kỳ. Thì cái sự kiện này nó gây ra một cái vấn đề tranh cãi, vì hiện nay cái nhu cầu chiến trường cũng giống như nhu cầu tất cả các đơn vị cần có sự chỉ huy, nhưng chỉ vì một cái vấn đề chính đó là vấn đề phá thai mà ông Tiêu Vin là đã đưa ra những cái vấn đề ngăn chặn, thì hôm nay chúng tôi lại có một cái tin đặc biệt, đó là ba vị tướng của Hoa Kỳ đã được bổ nhiệm. Chắc cô Hương Giang theo dõi, cô có thể cho tôi biết là ba người tướng này có cái gì đặc biệt không, thưa cô Hương Giang? À, đặc biệt nhất đó là bà Phan Chetty, tại vì bà là đô đốc hải quân Hoa Kỳ, tức là bà là 4 sao đó, ở hàng 4 sao đó, 4 sao. Thì bà vào ngày hôm qua bà là một trong ba cái vị trí được chuẩn thuận, được được thượng viện chuẩn thuận, và bà được chuẩn thuận vào cái lãnh đạo, tức là lãnh đạo hàng đầu của hải quân Hoa Kỳ, tức là cái quân hàm là gì anh ha, tham mưu trưởng Thưa, hay no, không, không phải là không, cái tư hàm trưởng, cái đó là cái position, nhưng mà lệnh. cái ranking của bà là đô đốc admiral. Dạ, bà đô đốc, nhưng mà bây giờ bà lên là bà là tư Bà lệnh sẽ của là Hải quân Hoa Hoa Navy Kỳ. Commander, bà Dạ, chief bà staff là, của Navy. Cái dạ, điều bà này là cũng tư lệnh. lấy làm lạ của Hương Giang. Hồi nào giờ cái truyền thống hải quân là một trong những đơn vị có thể nói là mạnh nhất của trên toàn thế giới này. Hải tư lệnh của Hoa Hải quân Hoa Kỳ thì có thể nói là lệnh nhất trên toàn thế giới. Hải quân Hoa Kỳ không còn có một cái hoạt động ở trong cái tầm ngắm người ở quốc gia của họ, mà hình như họ lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Nếu chúng ta nói đến cái sự hiện diện của hải quân Hoa Kỳ qua hạm đội 7 ở tại Okinawa, cũng giống như hạm đội 5 ở tại Địa Trung Hải, và bây giờ thì ở tại Trung Đông. Nhưng có một cái tôi muốn hỏi cô chia sẻ, bà Lisa Feinstein này là một trong những người phụ nữ, thì tôi không có kể là discriminate giữa phụ nữ với người đàn ông nha, nhưng mà tôi nói tại sao một cái sự cái lựa chọn một cái chức vụ mà có thể nói nó đòi hỏi tất cả những cái nghị lực cương quyết và cái quyền hành, có thể nó có những cái quyết định táo bạo nữa, thế liệu cô có cảm thấy nhẹ nhàng khi nghe nói tin một cái người phụ nữ làm chức cái tư lệnh hải quân không, là thưa cô Giang? Hương Giang thấy excited, không phải là tại vì cũng là phụ nữ, nhưng mà thực ra mà đọc cái background của bà đó thì chúng ta thấy là bà rất là nặng ký, chứ không phải là giỡn. Anh chồng bà nặng ký lắm, bà là lãnh đạo của hạm đội 6 nếu mà Hương Giang nhớ không lầm, bà là đô đốc và lãnh đạo hạm đội 6. Rồi bà đã từng qua những cái chức vụ mà những cái vị trí rất là quan trọng ở trong Hải quân Hoa Kỳ, tức là bà tự đi lên, và cái nói chung là nhìn vào cái hồ sơ của bà thì Hương Giang nghĩ là bà qualify. Mình bỏ cái giới tính qua một bên thì Hương Giang thấy Vâng. là rõ ràng là bà qualify, nhưng mà đây sẽ là một vị tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ, nữ tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ đầu tiên trong lịch sử, phải nói là đáng gờm. Thưa cô, có một cái chức vụ mà chúng ta nói đến, cho quý vị có điều kiện đến khắp nơi trên thế giới thì quý vị thấy những cái người ra, những cái người mà kiểm soát an ninh cho tòa đại sứ Hoa Kỳ thì phần lớn đều giao cho tất cả những nhiệm vụ những người chỉ quân lục chiến. Cái sự kiêu hùng cũng giống như cái tự hào của những người được huấn luyện ở trong cái binh chủng thì quân lục chiến, thì quân lục chiến nó gọi là Marine Corps, một cái quân đoàn. Bởi thế, muốn hỏi cô thêm là một trong những người trở thành sĩ quan thì là có thể nói ông này sẽ nắm cái người này sẽ nắm cái chức vụ tư lệnh quân đoàn của Hải quân ở thủy quân lục chiến đó, tại vì ông tướng Smith có thể nói là trong cái thời gian này sức khỏe cũng không được tốt, thì đó là một trong những chức vị mà ông trung tướng Christopher Mahoney này sẽ được đề cử, ông được thăng lên thành 4 sao và trở thành một trong những tướng coi như là đảm nhiệm cái chức vụ thủy quân lục chiến, thưa cô. Tại vì anh nhắc đến ông tướng Smith, quý vị biết là hôm chủ nhật thì ông tướng Smith ổng vô bệnh viện bởi vì ổng bị heart attack, bị cơn suy tim, mà một trong những lý do là ổng làm việc quá sức, ổng làm việc suốt trong thời gian vừa qua, ổng làm việc quá sức. Và cái vấn đề này ông thượng nghị sĩ, tức là chủ tịch của ủy ban quân vụ thượng viện đó, đã chỉ trích Tuberville, bảo là ông Tuberville là đóng coi như là một phần, tức là một phần của lý do mà dẫn đến việc là tướng Smith đã làm quá sức, bởi vì không có đủ nhân lực. Thì ông Tuberville ông đã phản bác lại, ông nói là come on, dưới tay của ông ta đó là có đến 2.000 người làm việc cho ông ta,
mà làm 18 tiếng, 20 tiếng, đó là chuyện bình thường. Ông ta bảo là Tocqueville bảo là trước đây tôi cũng từng làm việc như vậy hàng năm trời, bởi vì chúng ta phải làm hoàn tất cái công việc của mình, tức là cái chuyện mà tướng Smith bị overload, tức là cái số lượng công việc nó quá sức là nhiều và nó lao lực, thì nó không có nó không có lay động ông Tocqueville một tí nào hết trơn. Đó một vài cái vấn đề mà chúng ta cần biết đến tất cả những cái tổ chức mà đặc biệt nhất là quân đội của Hoa Kỳ đã có một vài sự thay đổi cấp chỉ huy, và cái điều này nó không bị ảnh hưởng bởi cái ủy ban quân viện ở quan quân lực của Thượng viện của Hoa Kỳ. Đó là một cái có thể nói một cái giải pháp mới để nhằm giải quyết được cái vấn đề khủng hoảng nhân lực của quân đội Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ Nhưng mà tôi muốn trở vẫn còn 300 mấy chục vị trí, anh, vẫn còn ba dạ trăm vâng mấy vị trí. nhưng mà Ngày hôm thứ tư đó, ngày hôm thứ tư thì họ đưa ra đến 61 cái vị trí, nhưng mà bị ông Tocqueville ông phản đối hết. Nhưng mà ngày hôm qua thì họ đã lắt và chuẩn thuận được ba cái vị trí này, cũng là điều đáng mừng. Trở lại bên trọng. Thưa tạm tạm cho muốn nói tiếp thêm là thưa cô Hương Giang, ba người vừa được bổ nhiệm với cái sự gọi là bất đồng của ông Tocqueville, nó nói lên một cái cách gọi, tôi không muốn nói là cuộc đảo chính, như là một cuộc thay đổi ngoạn mục, và từ đó thì tất cả những cái nhân viên nằm trong số 300 kia cũng có con đường để có thể thoát khỏi cái vòng kiềm chế của ông Tocqueville trong những ngày tháng tới đây. Thì cái điều đó cho thấy chúng ta hy vọng rằng với cái tình gọi là cơn khủng hoảng của quân đội ở khắp nơi trên thế giới, thì cho thấy rằng Hoa Kỳ có thể vượt qua được những cái vấn đề mà chúng ta gọi là khó khăn nhất trong cái thời buổi bây giờ với cái sự giám sát của ông Tocqueville. Cái vấn đề chính ông Tocqueville đưa ra chỉ có là vấn đề phá thai mà thôi. Chắc là thì giờ còn lại tôi muốn nghe cô Hương Giang cho tôi biết tất cả những sự kiện gì xảy ra với cái vụ kiện mà đang xử ở tại Manhattan. Liệu thứ hai này thì chúng ta sẽ thấy những nhân vật nào đặc biệt của Trump Organization sẽ đứng trước vảnh móng ngựa với tư cách là nhân chứng, thưa cô Hương Giang? À, ngày thứ hai sẽ là một ngày đặc biệt và tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào tòa ở Manhattan, bởi vì ông Donald Trump sẽ ra đứng trên bục nhân chứng trong cái phiên xét xử vụ kiện dân sự của bà James, tức là tổng biện lý tiểu bang New York. Bên cạnh đó thì quý vị biết là vào ngày hôm nay tòa phúc thẩm New York đã bác bỏ cái đơn kháng án của Ivanka Trump. Ivanka Trump kháng án là chống lại cái trác đòi, tức là cái trác đòi ra khai trong cái phiên xét xử này, thì tòa phúc thẩm đã bác cái đơn, cái thỉnh nguyện này. Như vậy là tuần sau đó, chúng ta thấy đầu tuần thì có ông Donald Trump ra khai, ra làm chứng, ra đứng trên bục nhân chứng, và đến ngày thứ tư, ngày 8 tháng 11 thì đến lượt Ivanka Trump. Nhưng mà ngày hôm nay có một diễn biến quan trọng. Nếu mà quý vị nào theo dõi tin tức, quý vị biết là ngày hôm qua đó, sau khi mà Eric Trump hoàn thành cái, tức là làm xong cái phần khai của mình, vừa bước ra khỏi bục nhân chứng thì ông tòa đã có một cái cuộc đụng độ dữ dội với bên luật sư của ông Donald Trump. Lý do tại sao? Tức là ngày hôm qua là thấy ông Erdogan ông đã nổi giận, quý vị biết là thậm chí có lúc là ông đập bàn. Lý do là phía bên luật sư của ông Donald Trump họ nhìn thấy cái bà luật sư chánh đó, tức là bà chánh luật sư, tức bà đây là quý vị biết là trong cái phiên tòa thì có luật sư, tức là thư ký tòa đó, bà này, bà Greenfield là bà giữ cái vai trò là phụ tá pháp lý, mỗi ông tòa ông đều có một luật sư phụ tá pháp lý hỗ trợ cho ông. Thì bà Greenfield bà đóng cái vai trò như vậy, bà là phụ tá pháp lý cho ông Engoron, mà phía ông Donald Trump thì đã ngứa mắt rồi, chính vì vậy mà nó dẫn đến cái gag order, lệnh bịt miệng. Donald Trump đã đăng những cái hình bà Greenfield với ông Chuck Schumer, rồi có những cái lời lẽ chỉ trích, và ông tòa ông đã ban hành cái lệnh bịt miệng mà tối thiểu, tức là đừng có đụng gì tới nhân viên tòa của ông. Thì Donald Trump vẫn tiếp tục, chính vì vậy mà đầu tiên ông tòa ông phạt 5.000, tại vì họ không có, họ gỡ bỏ cái ý kiến đó khỏi Truth Social, nhưng mà trên trang mạng của chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump thì vẫn còn, cho nên ông tòa ông phạt 5.000. Rồi Donald Trump tiếp tục ở bên ngoài chỉ trích, ám chỉ bà Greenfield, bị phạt thêm 10.000 nữa, tức là 15.000. Ngày hôm qua ở trước tòa, luật sư Christopher Case, mà quý vị biết ông này cũng là luật sư rất là giỏi, từng là
Tổng biện lý sự vụ của Florida đấu đá lên tối cao pháp viện và đã thắng một vụ, tức là đây một luật sư giỏi. Ngày hôm qua ông Kais đó, ông mới đưa ra một cái vấn đề. Ông nói á, là bà Greenfield đó, họ đếm được là trong ngày hôm qua từ khoảng 30 đến 40 lần bà đã ghi chú và bà đưa cái ghi chú, bà đưa cái nốt của bà qua cho ông tòa. Nhưng mà thực ra cái điều này là cái điều hết sức bình thường, bởi vì bà là phụ tá pháp lý. Nhưng mà phía luật sư của ông Donald Trump thì họ cho rằng là họ đang bị câu judge, tức là họ đang có thêm cái bà này phán xét và xét xử họ nữa. Và họ cho rằng, họ nghĩ rằng là bà Greenfield đã dùng, bà Greenfield tìm mọi cách để thay đổi, tức là can thiệp, làm xáo trộn cái quan điểm của ông tòa. Trên họ ngứa mắt, họ nêu cái vấn đề này ra thì ông tòa ông đã nổi giận. Ông nổi giận, ông nói là đừng có đụng tới nhân viên tòa. Và ông nói là ông có thẩm quyền, ông có cái quyền tuyệt đối rõ ràng là tư vấn với luật sự, tránh luật sự của mình. Đó là cái quyền của tòa. Và ông cũng chỉ ra là các luật sư của ông Donald Trump cũng như vậy. Đây là một cái thực hành hết sức là bình thường. Thì bên phía ông tòa, ông có nói là tôi thấy ở đây có ít nhiều cái kỳ thị nữ giới, tức là xem thường. Đó, ông dùng cái chữ kỳ thị nữ giới hồi nãy anh cũng có nhắc đó. Không Wow. nhiều. Nhưng mà thưa cô, chắc cô cũng có thể làm tòa án nhiều, và cá nhân tôi cũng có đi nhiều cái tòa, thì tôi thấy rằng là cái đó là cái quyền cơ hữu của những cái người phụ tá, nhân viên phụ tá cho Dạ ông đúng rồi. để ông chân an có thể có những cái gì họ, tôi thấy họ thường thường hay viết mấy cái giấy rồi đưa lên Đúng thôi. rồi, đưa, tức là họ họ nhắc ông tòa những cái luận cứ, những cái vấn đề pháp lý thì họ nhắc, nhưng mà họ phía luật sư ông Donald Trump là đếm đếm đến 30 đến 40 lần Họ chỉ đếm và lần họ thôi chứ không có nêu nói ra. nội dung. Dạ, Tôi họ không nhà không cái có vấn đề nói chính nội tôi dung. mà ông luật sư của ông cựu tổng thống Donald Trump có đưa ra cái nội dung, những cái gọi là cái message, hay là những Dạ cái không, tại vì cái note này là chỉ có ở hai cái người nốt viết thôi. thôi. Dạ, họ họ dạ và họ đưa cái vấn đề này ra thì phía ông Kais ông phản đối, ông nói đó là cái quyền tu chính án của ông, và nếu như mà cái chuyện này mà diễn ra thì ông thấy như vậy thì ông phải nêu vấn đề lên. Thì ông tòa ông nói rất là rõ, một khi tôi không thấy có giá trị gì về cái quyền tu chính án thứ nhất ở đây cả, một khi quyền tu chính án thứ nhất của quý vị mà nó ảnh hưởng đến cái an toàn an ninh của nhân viên tòa, mà quý vị biết rõ ngoài kia chuyện gì đang xảy ra, thì là cái quan điểm của quý vị ông nó không có được chấp nhận, không có well taken, tức là không có được chấp nhận lắm. Ông nói như vậy, và ngày hôm qua ông đưa ra, ông nói, ông cảnh báo là tôi có thể là sẽ expand cái gag order, tức là ông có thể mở rộng cái lệnh bịt miệng. Lệnh bịt miệng chỉ có áp dụng trong trong thì bây giờ lệnh bịt miệng có thể áp dụng cho cả luật sư, và phía bên luật sư họ phản đối. Bà Harper, tức là luật sư của ông Donald Trump trong cái toán biện hộ, thì bà cũng đứng lên, bà nói là cái chuyện mà kỳ thị nữ giới nó hoàn toàn không có, bởi vì không thể nói là bà là kỳ thị nữ giới bởi vì bà cũng là nữ. Còn ông Kais ông nói ông không có kỳ thị nữ giới ở đây, là nói như vậy là sai rồi, vấn đề này không có phải là vấn đề an toàn. Hai bên cãi qua cãi lại, và ngày hôm nay ông tòa ông đã theo đúng lời của ông nói đừng đụng tới nhân viên của tôi, nếu mà đụng tới thì ông sẽ có biện pháp chế tài. Thì ngày hôm nay ông đã mở rộng cái gag order, tức là bây giờ cái lệnh bịt miệng cấm không có được đưa ra ý kiến, bình luận, bình phẩm, chỉ trích, không có được đụng tới nhân viên tòa, không chỉ đối với ông Donald Trump mà đối với toán luật sư biện hộ của ông Donald Trump nữa. Thì đó là cái diễn biến mới nhất tại trong cái phiên xét xử ở New York. Nhưng mà thưa cô, cách đây khoảng mười mấy phút thôi thì có một cái tin mới, không biết là cô Hương Giang đã có chưa. Đây là một cái tòa phúc thẩm liên bang hôm thứ sáu hôm nay đã tạm thời đình chỉ cái lệnh bịt miệng có giới hạn được ban hành để chống lại ông cựu tổng thống Donald Trump. Chắc hôm trước cô cũng biết rằng là ông chánh ám đã đưa ra những cái gọi là giới hạn, những cái tấn công của ông Trump với tất cả những người nhân viên trong tòa án. Thì bây giờ cái tòa phúc thẩm liên bang vừa rồi thì đã tạm thời đình chỉ cái lệnh bịt miệng có giới hạn, nghĩa là cái À, cấm anh nó đang nói ở tới. DC đúng không? Anh đang nói ở DC. Dạ, cái Đó. DC là ngày hôm qua, vào tối ngày hôm qua thì ông Donald Trump ông đã đệ đơn lên tòa phúc thẩm liên bang, Dạ và đúng ông rồi. cầu là tòa phúc thẩm liên bang là tạm ngưng cái lệnh bịt miệng của bà Tanya Chutkan.
ở Washington DC. Mà Washington DC là quý vị biết đây là cái vụ mà ông Jack Smith đã truy tố ông Donald Trump, cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử dẫn đến cái ngày 6 tháng 1 đó. Thì đây là vụ liên bang chứ không phải là vụ tiểu bang. Và ở thì bà Tanya Chutkan bà đưa ra một cái lệnh bịt miệng gọi là hạn chế, tức là cấm ông Donald Trump đưa ra ý kiến, bình luận, bình phẩm hoặc là chỉ trích. Nhân chứng là một, nhân viên tòa là hai, công tố viên tham gia vào cái vụ án này là ba, công tố viên đặc biệt là bốn. Nhưng mà Donald Trump có thể chỉ trích Bộ Tư pháp, có thể chỉ trích cuộc điều tra, có thể chỉ trích bà tòa. Nhưng mà những người mà nhân vừa nêu ra thì không có được đụng tới. Thì phía ông Donald Trump đầu tiên họ đệ thỉnh nguyện yêu cầu bà Tanya Chutkan tạm ngưng cái lệnh của bà. Nhưng mà Tanya Chutkan sau khi nghe lập luận hai bên thì bà tái áp đặt cái lệnh bịt miệng của bà. Và tối ngày hôm qua thì phía ông Donald Trump đệ đơn lên tòa phúc thẩm liên bang tại DC, yêu cầu tòa, họ cho cái thời hạn là 10 tháng 11, yêu cầu tòa là tạm ngưng cái lệnh của bà Tanya Chutkan trong thời gian họ kháng án. Tức là trong thời gian kháng án, mà thủ tục kháng án có thể là diễn ra cái thời gian là chúng ta không biết là trong bao lâu, nhưng mà trong thời gian đó thì cái lệnh của bà Tanya Chutkan tạm ngưng. Và hôm qua họ có dọa, họ nói là nếu như mà tòa đó mà không có chấp thuận thì họ sẽ đưa lên tối cao pháp viện trong cái trong cái hồ sơ tòa vào tối ngày hôm qua, thì họ có ghi rõ là như vậy. Có lẽ là đó là lý do mà tòa phúc thẩm ngày hôm nay họ đã đưa ra cái quyết định là tạm ngưng thôi anh, tạm ngưng trong thời gian kháng án. Vâng, cảm ơn cô Hương Giang với tất cả các chi tiết về những cái vụ án hiện nay đang diễn ra với cựu tổng thống Donald Trump. Nhưng bây giờ hôm nay thì chúng ta phải nói đến chuyến đi của Antony Blinken đến Israel. Trước khi mà chúng ta nói đến cái này thì chúng ta cũng biết rằng ông Joe Biden hiện nay đang có mặt ở tại tiểu bang Maine để xem lại tất cả những sự kiện liên quan đến cái vụ nổ súng táo bạo nhất mà đã có thể nói lấy đi nhiều tính mạng của những người dân vô tội ở tiểu bang Maine. Thì chúng ta chờ xem kết quả của chuyến đi của ông Joe Biden như thế nào, và chắc là quý vị biết những cái sự kiện này nó liên quan đến vấn đề mà có thể nói keep over and over and over về vấn đề sử dụng súng bừa bãi tại Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ chúng ta trở lại và chắc là hy vọng là nghe cô Hương Giang nói về một vài vấn đề liên quan đến ông Antony Blinken. Hôm nay ông đã đến thêm Israel thêm một lần nữa. Cái lần này đến là ông để gây sức ép với chính phủ Do Thái về tất cả những cuộc tấn công đang diễn ra ở trên dải Gaza. Trong bối cảnh thì chắc cô Hương Giang cũng đã thấy quốc tế càng ngày càng lên án và kêu gọi làm sao giảm để con số những người thường dân vô tội bị thiệt mạng. Và chắc là chúng tôi thấy trong nhịp trình của ông cũng sẽ thảo luận như ông đã từng làm trong các chuyến đi trước đây về các con tin bị Hamas bắt giữ và việc ngăn chặn một cái cuộc xung đột có thể diễn ra ở trong cái khu vực rộng lớn. Như quý vị đã thấy rằng phía Iran cũng giống như phía Lebanon, cũng phía Syria, đặc biệt là cũng là một trong những cái tổ chức khủng bố mà có thể nói lựa những cái cơ hội này để đưa ra những cái cuộc tấn công và có thể nói dễ gây đến những cái vấn đề một cuộc chiến tranh bùng nổ ở trong vùng Trung Đông. Nhưng bây giờ hôm nay tôi muốn hỏi cô như thế này. Cô theo dõi ngân sách của chính phủ bây giờ, đặc biệt là khi chúng ta có một người tân chủ tịch Hạ Viện lên, thì thưa cô, ông này có dè dặt và có thể nói là những cái tiền viện trợ cho Do Thái bây giờ nó đạt đến một mức độ nào, mà liệu có cái vấn đề gì mà có thể giới hạn về cái vấn đề này không, thưa cô Hương Giang? Ngày hôm qua thì Hạ viện dưới sự lãnh đạo của ông Mike Johnson, tức là tân chủ tịch Hạ viện, gọi một vị dân biểu được xem là nằm trong cái phe cực hữu đó, thì đã thông qua cái gói viện trợ cho Israel là hơn 14 tỷ Mỹ Kim, hình như 14 tỷ rưỡi. Yeah. Họ lấy Mười tiền đâu mười bốn ra? chấm ba tỷ đó, dạ mười bốn Dạ chấm dạ. ba. Họ lấy tiền đâu ra? Họ cắt chi tiêu của chính phủ, tức là họ cắt, đặc biệt là cắt ở bên IRS, cắt giảm ngân sách mà dành cho IRS để bù vào cái viện trợ cho Israel. Họ tách ra phía phía bên tòa Bạch Ốc với dân chủ thì họ lại muốn là gộp chung một, tức là Israel viện trợ cho Israel và viện trợ trợ cho Ukraine là một. Nhưng mà Cộng hòa thì họ tách ra, bởi vì họ không có ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Họ Hương Giang xin lỗi, ở đây gọi là Cộng hòa tại Hạ viện thì đúng hơn. Cộng hòa tại Hạ viện họ không có ủng hộ Ukraine mà họ chỉ ủng hộ Israel thôi, cho nên họ đã thông qua chỉ cho Israel hơn 14 tỷ Mỹ Kim. Bây giờ lên
thường việc cái số phận của cái dự luật này nó không có rõ ràng anh, có lẽ là nó cũng sẽ không có đi tới đâu, tại vì dân chủ cái quan điểm của họ rất là rõ ràng, họ bảo là phải phải có cả Ukraine nữa. Mà chúng ta thấy là ông Joe Biden, cái đề nghị đầu tiên đó, cái proposal đầu tiên của ông là 106 tỷ, mà trong đó hình như là có đến 60 tỷ là vừa cho Ukraine mà vừa cho Israel, tức là gộp lại. Ngay cả quan điểm của ông Mitch McConnell, tức là lãnh lãnh tụ phe thiểu số tại Thượng viện, tức là lãnh đạo của Cộng hòa tại Thượng viện, ông cũng muốn gắn hai vấn đề này là một, bởi vì như Hương Giang nói là cái ông nhìn cái bức tranh lớn hơn, ông cho rằng cái cuộc chiến Ukraine và cái cuộc chiến Israel là nó nằm trong cái bức tranh của tình hình an ninh thế giới, nó đó là một cái vấn đề rộng lớn hơn, cho nên em không có muốn tách ra. Ngay trong nội bộ Cộng hòa của Thượng viện họ cũng đã có cái suy nghĩ mà nó tương đồng, nó gần như tương đồng với dân chủ, cho nên có thể nói là 14,3 tỷ Mỹ kim của Hạ viện do Cộng hòa kiểm soát thông qua nó sẽ không có đi tới đâu ở Thượng viện. Nhưng mà nếu cuối cùng mà nếu cả thượng viện có thể đạt được cái sự chấp thuận lẫn hạ viện thì cô Hương Giang nghĩ rằng ông Joe Biden có veto không thì cô Hương Giang? Ông tuyên bố là ông sẽ veto, tức là ông sẽ phủ quyết. Ông tuyên bố từ tuần trước đó, ông nói nếu như mà tách ra như vậy thì Cộng hòa họ manh nha, mà họ đã tỏ dấu hiệu như vậy, cho nên ông đã tuyên bố là nếu như mà tách ra như vậy thì ông sẽ phủ quyết. Và vào ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày hôm nay thì tòa bạch ông họp nhắc lại cái quan điểm này là ông Biden ông sẽ phủ quyết nếu như mà quả thực cái dự luật này được thông qua. Vâng, chắc tiền thì chúng tôi cũng có thêm một vài tin tức mà chắc là quý vị cần biết đến một cái người mà gọi là đứng thứ ba hiện nay. Cách đây có khoảng độ 10 ngày thì chắc là quý vị không biết một cái con người có tên là Mike Johnson, một trong những vị dân biểu của tiểu bang Louisiana, có thể nói trên 330 triệu người ở Mỹ không biết đến ông này là ai. Nhưng đột nhiên đùng một cái ông trở thành là nhân vật đứng thứ ba. Sở dĩ tôi nói đứng thứ ba là nếu tổng thống và phó tổng thống ra đi thì ông này là cái người đứng ra điều hành quốc gia theo hiến pháp đã quy định. Ông này thì có một cái bài vấn đề chúng ta cũng cần nên nói đến, đó là một ông này là một người theo cánh hữu. Cái vấn đề chính mà hai cái vấn đề chính mà chúng tôi muốn nói đến ông Mike Johnson đó là vấn đề cái quan điểm về vấn đề phá thai của ông, giống như tất cả các tín đồ cực hữu của Cơ Đốc giáo, thì đặc biệt là cái nhân phẩm giáo phái của ông ở tại Louisiana, ông rất là có thể nói là very very là positive, luôn luôn phải ngăn chặn cho bằng được cái vấn đề phá thai, với cái vấn đề là cái vấn đề quyền của những người đồng giới tính thì hình như không đến với ông Mike Johnson. Hai cái sự việc này có thể nói liệu ông có thay đổi ở cái chức vụ ông lên làm chủ tịch Hạ viện hay không, vì đây là một trong những vấn đề mà nó không còn bị giới hạn ở một cái khu vực nhỏ ông đại diện nữa mà là một cái vấn đề của toàn quốc gia Hoa Kỳ. Thì chắc quý vị biết rất nhiều hội quyền phụ nữ họ đã có những cuộc biểu tình, họ đòi hỏi vấn đề người phụ nữ được bảo vệ cái tính mạng của họ khi họ cần những cái điều kiện gì để phá thai, cũng giống như cái luật có những cái tiểu bang mà cho phép phá thai thì những người quân nhân có thể đi đến những cái tiểu bang đó họ phá thai. Thì đến bây giờ thì còn quá sớm để chúng ta nói về những đề, nhưng đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nó chia rẽ cái quan điểm nhận định của Hoa Kỳ trong những thời gian gần đây. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà liệu ông có chấp thuận cái với cái quyền lực của ông để ông đưa ra để ngăn cản cho các gói viện trợ mà Hoa Kỳ hiện nay cần phải cung cấp cho Israel cũng giống như Ukraine. Cái dự luật lớn đầu tiên mà chúng ta đã thấy về cái viện trợ cho Israel thì đã được đưa ra với những cắt giảm, nhưng bây giờ thì hỏi cô Hương Giang, thế có gọi là một cái điều kiện condition nào khi ông đưa ra vấn đề ồ tôi sẽ chấp thuận đưa cho cái số tiền viện trợ cho Israel nhưng mà cắt giảm cái vấn đề của thuế vụ, và cắt giảm thuế vụ để làm gì vậy thưa một lần cô? Hôm qua tôi có nghe nói nhưng mà tôi muốn cho nó rõ hơn để hiểu về cái vai trò của ông Mike Johnson như thế nào thưa cô Hương Giang. Tại vì bây giờ 14 tỷ này thì lấy tiền đâu ra? Dạ, mình phải, tại vì trong một cái dự luật bao giờ cũng vậy, tức là có tiền. Ví dụ như khi mà các nhà lập pháp họ làm, họ lên một cái dự luật thì bao giờ cũng phải có cái nguồn 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 tiền ở đâu ra. Tức là bây giờ họ đưa 14 tỷ cho Israel, viện trợ 14 tỷ cho Israel thì họ phải có cái nguồn để được cái nguồn tiền đó, cho nên họ dùng cái vấn đề là cắt giảm chi tiêu ở sở thuế, cắt giảm những cái, tại vì sở thuế bây giờ đó cần phải đầu tư, cần phải nâng cấp, cần phải cải tạo nhiều lắm, nó có nguyên cả một cái dự án, thì bây giờ họ cắt giảm rất là nhiều, tức là họ lấy cái nguồn tiền từ cái phần cắt giảm để đưa vào cái viện trợ, dùng cái tiền đó viện trợ cho Israel.
Nhưng mà ông Joe Biden bên phía tất cả những thành viên của đảng Dân Chủ tại Hạ viện và Thượng viện đều có đồng tình như vậy không, thưa cô Hương Nhạc? Dạ không, nhưng mà ngày hôm qua đó, trong khi mà bỏ phiếu thì có 19 lá phiếu của Dân Chủ tại Hạ viện đã đứng về phía Cộng Hòa. Tức là chúng ta có thể đọc được thấy là có 19 nhà lập pháp của Dân Chủ họ đồng tình với cái gói viện trợ riêng cho Israel là 10 à, là 10, hơn 14 tỷ Mỹ Kim đó. Thì chúng ta có thể đọc được là một phần nhỏ trong nội bộ của Dân Chủ họ có một số ủng hộ với cái bước đi, cái phương hướng, cái agenda của Cộng Hòa. À, đó là chuyện mà vấn đề viện trợ tài chính cũng giống như tất cả những điều kiện cần thiết cho Israel cũng giống như là ở bên Ukraine. Nhưng đến bây giờ hình như chắc thời gian gần đây quý vị thấy sau ngày mùng 7 tháng 10 tất cả những vụ hỏa tiễn phóng đến ở miền Nam của Israel thì cái vấn đề Ukraine hình như người ta không nói đến. Liệu Ukraine bây giờ có đủ sức để với cái số tiền hạn chế hiện nay có đủ sức để chống lại tất cả những cuộc tấn công mà một vài thành phố của Ukraine hiện nay đang còn vẫn sự chiếm đóng và điều hành của quân đội Nga. Bây giờ chúng tôi trở lại một cái sự kiện ở tại Israel Do Thái này thì tôi muốn chia sẻ với khán giả và chắc lại cũng nhờ sự góp ý của cô Hương Giang. Ông Thủ tướng Netanyahu thì chắc cô cũng biết rằng là một người rất là cứng rắn và ông đã bác bỏ tất cả các lời kêu gọi ngừng bắn tạm thời của Israel ở Gaza. Thì người đứng đầu mà của một cái tổ chức gọi là khủng bố là Ebola thì chắc cô Hương Giang cũng đã thấy trong cái quá khứ họ là một cái tổ chức như thế nào rồi. Cái người đứng đầu thì họ nói rằng là tất cả các chiến binh của họ sẽ tăng áp lực quân sự lên Israel. Thì liệu tất cả những sự kiện này mà khi Mỹ và các nước khác đang có thể nói là thúc đẩy những cái cuộc tạm dừng, những cái cuộc gọi là chiến trại giao tranh giữa hai bên, thì cô thấy cái sự kiện này nó đi đến vấn đề mâu thuẫn và có thể tạo nên một cái vấn đề bế tắc cho vấn đề ngừng bắn không, thì cô Hương Giang? À, cái điều đó là cái điều có thể xảy ra, nhưng mà cái vấn đề là bây giờ không biết là anh Trọng nhìn như thế nào, cái quan điểm của anh ra sao, nhưng mà Hương Nhan nhìn thấy là Mỹ đã hơi vội vàng khi mà ủng hộ Israel quá đà, đối với Hương Nhan dùng là ủng hộ quá đà ngay từ đầu, cho nên Israel họ đã hơi quá tay. Quý vị biết là dân thường Palestine, mà quý vị như anh Trọng chia sẻ với quý vị ngay ngay từ đầu đó là ông Antony Blinken trong lần này, trong chuyến công du lần này, với cái sứ mạng là làm sao kiềm chế được Israel, làm sao mà giảm tối thiểu cái thương vong của dân thường Palestine tại dải Gaza. Cho nên Hương Giang nghĩ là ngay từ đầu khi mà Mỹ ủng hộ Israel nhưng mà ủng hộ hơi quá đà, cho nên Israel họ đã nhân tiện nhận cái sự ủng hộ đó, cái sự hậu thuẫn đó. Và cho đến giờ thì chúng ta chưa có thấy dấu hiệu nào cho thấy là Netanyahu ông sẽ slow down, sẽ giảm lại, thì chúng ta chưa có thấy. Nhưng mà một cái câu hỏi đặt ra, tấn công Gaza xong cho là Israel họ thắng đi thì chuyện gì xảy ra? Israel cho đến giờ họ chưa có một cái plan gì gọi là hậu chiến tranh cả. À, Đó cũng là một cái câu hỏi đó anh Trọng. đến bây giờ thì tất cả các tin tức thưa cô cho biết rằng là quân đội của Israel đang tiến sâu vào trong dải Gaza trong những cái cuộc tấn công trên bộ nhằm có mục đích là để bao vây thành phố lớn nhất của vùng đất và Palestine này đang chiếm đóng. Thì khi cô nói đưa ra cái vấn đề quan điểm thì tất cả mọi người, ngay cả những cái người mà có thể nói ủng hộ Israel trong quá khứ, hiện tại và có thể tương lai đều nhìn nhận rằng cái sự ra đi của ông Netanyahu một cái thời gian dài đã tạo nên một cái tình trạng có thể nói dễ dãi và có tạm thời gọi cái gọi là ổn định hơn những gì mà ông Netanyahu ở chức vụ thủ tướng của Do Thái. Vì chắc quý vị cũng biết ông Netanyahu là một người rất cực khổ và cứng rắn, quá sức quá mức đến cái độ mà dễ dàng có thể gọi là chỉ mình treo chuông, nữa quý vị, hòa bình ở tại Trung Đông có thể lung lay bất cứ lúc nào với tất cả những sự kiện hiện nay ông và đường lối về chính sách của ông Netanyahu. Nhưng ngược lại thì quốc gia Do Thái họ lại đoàn kết trong Netanyahu nhiều sau khi mà họ gọi rằng là cái biến cố ngày mùng 7 tháng 10 và họ cho rằng nếu chúng ta không chuẩn bị tất cả những cái biện pháp để nhằm ngăn chặn lại hai cái lực lượng mà coi như Hamas và lực lượng của Hezbollah thì có thể nói có ngày người dân của Do Thái sẽ lãnh một cái án rất nặng với tất cả những cái lực lượng khủng bố này. Thì điều chúng ta muốn nói đến là tôi hoàn toàn đồng ý với cô Hương Giang, có thể nói là Hoa Kỳ đã quá vội vã để có thể dâng hết cái gọi là toàn bộ cái sự ủng hộ quyết liệt đối với cái vụ mà tấn công của Hamas, nhưng họ quên đi rằng với tất cả lực lượng bộ binh và đặc biệt nhất là lực lượng không quân của Do Thái luôn liên tục đưa ra những cái cuộc không kích và cuộc anh kích
vào những cái nơi mà họ cho rằng ở phía dưới đó có hầm trú ẩn, cái tunnel của Hamas. Thế nhưng cái điều này lẽ nhiên chưa thấy cái kết quả như thế nào, nhưng chúng ta đã thấy gần 8 người có thể là bỏ xác tính mạng của họ ở trên dải Gaza. Thì cái thế này là một cái điều mà chúng ta nghĩ rằng với tính cách nhân đạo của con người, và chính ngay ngày hôm qua quý vị đã nghe đó, ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nói nếu mà Israel không chịu khó dừng lại thì có thể nói họ sẽ là một trong những người sẽ bị đưa ra về vấn đề gọi là tội phạm chiến tranh, thưa quý vị. Đó cũng là một trong những vấn đề mà chắc là mình phải cần biết nhiều hơn. Chắc là ai cũng nói rằng ồ, phần lớn là người ta nói đến vấn đề Do Thái thì luôn luôn là tạo nên cái sức mạnh mà có thể nó chống đối kịch liệt, chống đối tất cả những gọi là ăn thua đủ với tất cả những cái gọi là nhóm phiến quân. Nhưng mà chắc là quý vị biết ngày nay thì nhóm phiến quân này nó có một cái lực lượng và có một cái sự liên kết, và có thể nó họ đứng đằng sau những cái nhóm Hamas, giống như Hezbollah này, là cả một lực lượng xuất phát từ Iran, cả một cái lực lượng xuất phát từ một vài quốc gia ở trong những cái khu vực dầu hỏa, họ có đủ tiền bạc. Và chúng ta cũng không quên gần đây tất cả những vũ khí và tất cả những dụng cụ về chiến tranh đó đã đến từ Bắc Hàn nữa đó. Thì điều đó cho thấy rằng cái không khí mà chúng ta qua cái chuyến đi của Antony Blinken đều có đem lại kết quả cụ thể gì, thì đến bây giờ cũng chưa thấy có một cái sự kiện gì. Thì chúng ta chờ xem cái kết quả này nó như thế nào. Đó là một vài chuyện. Cô có ý nghĩ gì không thưa cô Hương Giang? Dạ, thời gian hết rồi, nhưng mà Hương Giang cũng muốn cảm ơn anh Đoàn Trọng. Hương Giang cũng muốn chia sẻ với quý vị là vào ngày hôm nay, tòa liên bang tại DC họ đã tuyên một bản án là 5 năm năm tù 10 tháng đối với một nghi can, mà đây là một viên chức, cựu viên chức của Bộ Ngoại giao, đó là ông Federico Glenn. Federico Glenn là được ông Donald Trump đề cử vào Bộ Ngoại giao và đã làm việc trong cái mảng là sự vụ của Brazil và thêm một mảng gì đó Hương Giang cũng không có nhớ rõ, nhưng mà Hương Giang chỉ biết đây là một nhân vật rất ủng hộ ông Donald Trump và đã tham gia vào bạo động điện Capitol ngày 6 tháng 1, và người này và bị bắt hình như là bị bắt hình như năm ngoái thì phải, khi mà các nhà điều tra liên bang họ điều tra cái vụ 6 tháng 1 đó. Cảm ơn. Và ông Cảm làm từ năm hai được ông đề Donald Trump đề cử năm 2017 làm ở Bộ Ngoại giao 2017 cho đến 19 tháng 1 năm 2021, và cũng có thời gian là sau cái bầu cử năm 2020 thì ông này ông lấy nghỉ phép để ông tới Nevada, ông điều tra những cái cáo buộc của ông Donald Trump về gian lận bầu cử ở Nevada, nhưng mà không có kết quả gì hết. Nhưng mà vâng. 5 năm 6 5 năm 10 tháng là một cái bản án mà phía phía thực ra đó, ông là tham gia vào bạo động, nhưng mà sở dĩ ông bị một cái bản án nặng là lý do ông đã hành hung cảnh sát. Ông hành hung cảnh sát, ông chống đối cảnh sát ngay trong cái khu vực mà ở cái đường hầm đó, đường hầm ở phía dưới cái tòa nhà của Hạ viện. Có hình ảnh đàng hoàng, công tố viên họ đòi cái bản án là 10 năm, nhưng mà ông tòa ngày hôm nay thì ông đã đưa ra cái bản án là 5 năm 10 tháng. Dạ, 5 năm Vâng, 10 cảm tháng ơn ạ. cô Hương Giang. Dạ vâng. Bây giờ trước khi mà chúng tôi chia tay với quý vị, như tôi đã hứa với quý vị lúc ban nãy chúng tôi nói vấn đề cuộc bầu cử, chúng tôi chỉ có đưa ra một tin rất ngắn. Một trong những cái chức vụ người ta quan trọng nhất đối với người Việt chúng ta ở trong cái địa hạt miền Nam cũng như miền Bắc Cali, đó là chức vụ giám sát viên. Hiện nay thì ở tại miền Nam California, theo sự hiểu biết của tôi thì có đến 4 người đã gọi là thành phần chính thức người Mỹ gốc Việt có tên trong danh sách ứng cử chức vụ giám sát viên địa hạt phạt một, chúng ta gọi là supervisor đó. Thì còn có ông Trần Thế Văn, bà thượng sĩ Janet Nguyễn, ông cựu thị trưởng Michael Võ và ông Dương Đại Hải. Thế thì bên phía miền Bắc họ có quan tâm đến cái chức vụ này không thưa cô, mà nếu có thì như Có ai? anh giám sát viên quận hạt Santa Clara, cái sân chơi năm nay sân chơi sang năm nó rất là đông, nó đông lắm, nhưng mà ứng cử viên Việt Nam đó theo như Hương Giang được biết là chỉ có 2 người, đó là cựu phó thị trưởng thành phố São José, Madison, cựu thị Madison. trưởng Madison Nguyễn và cô Betty Dương. Đó. Đó có 2 người Việt. Theo như Hương Giang không, Hương Giang được biết là có 2 người Việt, nhưng mà Hương Giang không biết là quý vị thứ lỗi cho Hương Giang, tại vì Hương Giang không có theo dõi tin tức cộng đồng lắm. Hình như có cả Vân Lê nữa, Hương Giang không biết là có Vân Lê hay không, nhưng mà người Việt của mình cũng có, mà cái sân chơi này nó đông lắm anh, nó còn có những ứng cử viên khác nữa. Nhưng mà ngày nay có một cái tin là bà Cindy Chavez, tức là sếp của cô Betty Dương đó, vào ngày hôm nay bà tuyên bố là bà sẽ không có ra tranh cử thị trưởng sau dê Ô vào bà sang năm hết hạn rồi năm cô, bà hết rồi, hết nhiệm kỳ rồi, là vì đáo hạn hay cái nhiệm kỳ một.
bà Hình như ra là tranh cử thị trưởng, I bà see. ra tranh cử thị trưởng vừa rồi bà tranh cử thị trưởng thì bà lại thua ông Matt Mahan, thì Yeah. mà bà đã tuyên bố bà sẽ tái tranh cử thị trưởng lại, nhưng mà ngày hôm nay bà tuyên bố là bà sẽ không có ra tranh cử thị trưởng vào năm 2024 nữa. Điều này có nghĩa là ông Matt Mahan bây giờ không có đối thủ nặng ký, tức là chưa có đối thủ nào rõ ràng hết trơn á. Như vậy là coi như chức vụ thị trưởng San Jose cũng là một trong những chức vụ quan trọng lắm nha, mà người Việt đóng một vai trò trong quan trọng những cái lá phiếu. Cô có nghĩ như vậy không? Dạ Hương An tin điều đó chắc chắn anh, điều đó chắc chắn trong những cái cuộc bầu cử vừa rồi là thấy rõ điều đó. Nhưng mà có lẽ là chúng ta tạm ngưng chương trình ngày hôm nay tại Vâng. đây. Dạ. Vâng, cảm ơn xin được gửi lời chào đến quý vị vào những ngày cuối tuần thật vui vẻ, không khí, và chắc là quý vị biết thứ bảy này đổi giờ rồi nha quý vị. Dạ, sáng sớm chủ nhật 2 giờ sáng chủ nhật đổi giờ, quý vị nhớ vặn đồng hồ. Và Hương Giang, đối với Hương Giang thì Hương Giang lại vui là tại vì có được thêm một tiếng nữa để ngủ. Những người thiếu ngủ như Hương Giang thì mừng, nhưng mà có lẽ là những vị cao niên như anh Hương Giang không biết nói gọi là vị cao niên như anh Trọng là có vị phạm. Tôi thì Tôi quá thì không biết sao, tôi nhiều khi ban đêm cũng đi quá chừng chừng mà không biết, lúc này chắc phải cẩn thận về vấn đề ngủ mới được, chứ không thôi là không được, tại vì tôi ở đây thì cũng nhiều người quen biết rồi cũng đi quá chừng chừng luôn. dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Cảm ơn anh Trọng. Kính chúc quý vị một cuối tuần nhẹ nhàng, thư giãn. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Vâng, xin gửi lời chào đến quý vị.